Mạnh xin chào tất cả các bác nhá. Chúc bác có một ngày mới thật là vui. Và hôm nay em làm video này chia sẻ với các bác cái dấu hiệu nhận biết xe ô tô nó bị thổi gioăng gioăng khuy lát hay không các bác nhá. Thì như các bác đã nhìn trên video thì đây là cái két nước của xe ô tô này. Thì em vừa mới mở nắp két ra xong. Đây các bác này. Thì để mà chúng ta nhận biết được xe thổi gioăng hay không á, một là cái trường hợp các bác đang đi trên đường mà tự nhiên đồng hồ báo nhiệt lên cao này, kèm theo là máy yếu này, thì các bác lên dừng xe lại và xuống xe mở cabo lên kiểm tra xem là khi mà nhiệt độ lên cao thì các bác phải kiểm tra đầu tiên là đó chính là nước có hao hay không các bác nhá. Thì các bác mở cái nắp két nước này ra, nhưng các bác chú ý này, khi mở các bác phải bóp cái đường ống này xem là nó có mềm hay không. Nếu mà nó mềm thì các bác mới được mở cái nắp này ra các bác nhá. Trường hợp nếu mà cái đường ống này nó căng thì các bác không được mở, mà các bác phải đợi nguội các bác mới mở ra. Và khi các bác mở ra thì các bác chú ý một điều, đó chính là kiểm tra nước này xem có đủ hay không này, nhìn xung quanh động cơ xem là có cái đường ống nước nào nó có bị hở ra ngoài không các bác nhá. Và cái dấu hiệu nhận biết xe ô tô nó thổi gioăng khuy lát hay không á, thổi gioăng mặt máy á, thì các bác chú ý này. Tại vì sao xảy ra hiện tượng này, bởi vì là giữa cái phần nắp máy này và cái phần lốc máy ở cái vạch giữa này thì nó có một cái gioăng khuy lát các bác nhá. Gioăng khuy lát để nó làm có tác dụng là nó làm kín giữa cái phần buồng đốt và cái phần nạp của động cơ á, thì nó có một cái gioăng đấy để nó tác dụng làm kín. Và khi cái gioăng này, ví dụ các bác đi để hết nước này, thì nó phì cái gioăng ra và làm cho cái hơi ở buồng đốt á, nó lọt sang cái đường nước và nó sẽ đẩy lên đây các bác nhá, đẩy bong bóng hoặc tăm lên đây. Đấy thì là do cái gioăng ở cái gioăng quy lát này nó không kín lên đây. Và các bác mở nắp ra các bác thấy nước tăm này, kèm theo là khi mà các bác đề máy khởi động á, nước nó ào ra. Các bác mở nắp này ra, nước nó ào ra thì chứng tỏ là thổi gioăng rất là nặng, hơi ở buồng đốt nó đẩy sang cái đường nước rất là nhiều, nên là nó mới phì lên mạnh như vậy. Và dấu hiệu nữa đó chính là khi các bác nổ lên á, để nhận biết nó thổi gioăng hay không, các bác cứ nổ máy lên cho em và để nó tầm nhiệt độ nó tầm nóng lên hơn một chút, các bác mở ra các bác để ý này, nếu mà nó tăm nước trên này nhiều thì chứng tỏ là xe nó đã bị thổi gioăng khuy lát rồi các bác nhá. Còn nó tăm ít á, thì là có thể là nó đang bị thổi nhẹ, tức là nó đang bị luồn hơi nhẹ các bác nhá. Thì đối với trường hợp đấy á, nếu các bác cứ đi á thì là nó cũng được thôi, nhưng mà bất chợt nếu một ngày nào đó mà nước lôi các bác không để ý á, thì là nó sẽ bị thổi nặng hơn các bác nhá. Đấy, một điều các bác chú ý cho em này, đó chính là ở cái lắp két nước này. Tại vì sao mà nó xe tù của các bác nó hay bị hao nước, và các bác kiểm tra tất cả những cái đường ống nước này không bị làm sao, những cái mối nối yếc của cút nước không bị làm sao mà tại sao vẫn bị hao nước, két sửa yếc không bị làm sao, két nước không bị bục mà tại sao vẫn hao nước, thì bởi vì là chính là do cái nguyên nhân này nhá các bác nhá. Đây em đóng lại cho các bác xem này và bỏ cái đường này ra này. Đấy các bác thấy chưa, em bóp đường ống nước này, nước nó trào ra qua cái đường này. Đấy bởi vì là do cái nắp này nó không giữ được áp suất nước nhá các bác. Khi mà đi không bật điều hòa, nước nó nóng lên thì trong cái đường ống này nó có áp suất này, thì là nó sẽ đẩy ra qua cái đường này đấy, và đẩy sang bình phụ, và bình phụ nó sẽ bị trào ra ngoài. Đấy thì đấy là cái nguyên nhân hao nước nhá. Đây không phải là hiện tượng thổi gioăng khuy lát đâu các bác nhá, mà là do cái nắp này nó không giữ được áp suất. Các bác thay cái nắp này đi là được, là ok rồi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhá. Nếu các bác thấy video của em hay thì đừng quên nhấn like cũng như đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.